Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 16 tháng 9 năm 2022 giá đi ngang. Hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tiếp tục duy trì ổn định so với hôm qua. Hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, các kho mua chậm, thị trường lúa thu đông chậm lại, một số thương lái và nhà máy chờ quan sát thị trường chưa cọc lúa. Cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 6.200 đến 6.500, nếp An Giang 5.900 đến 6.100, OM 380 5.400 đến 5.600, IR 50404 5.400 đến 5.600, lúa hàng qua chín 5.600 đến 5.800, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, OM 5451 5.400 đến 5.600, OM 18 5.700 đến 5.900, OM 6976 5.500 đến 5.700, nếp An Giang khô 7.500 đến 7.600, nếp Long An khô 7.700 nha bà con. Tại Sóc Trăng, OM 380 giá 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 5.500 đến 5.700, IR 5.200 đến 5.400, VNR 20 5.600 đến 5.700, OM 4900 5.600 đến 5.800, OM 5451 5.300 đến 5.600, OM 18 giá 5.500 đến 5.600, lúa tài nguyên 6.500 đến 6.700, RVT 7.000 đến 7.100, lúa ST 24 7.000 đến 7.200, lúa ST 25 7.100 đến 7.200. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, OM 5451 giá 5.400 đến 5.600, OM 18 5.700 đến 5.900, đài thơm 8 cũng 5.700 đến 5.900. Tại Cần Thơ, IR 50404 giá 5.500 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.600 đến 5.800, OM 5451 giá 5.400 đến 5.500, OM 18 giá 5.700 đến 5.800, lúa Jasmine là 7.000 đến 7.200. Tại Đồng Tháp, OM 380 giá 5.500 đến 5.600, IR 4 giá 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.600 đến 5.800, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.200. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 giá 5.500 đến 5.700, OM 380 giá 5.500 đến 5.600, IR 50404 giá 5.400 đến 5.500, đài thơm 8 là 5.700 đến 5.900, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.600 đến 5.800, nàng hoa là 5.700 đến 5.900, lúa DS1 là 6.500 đến 6.700. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 6.100 đến 6.300, IR 50404 giá 5.400 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 đến 5.700, OM 18 giá 5.700 đến 5.800, ST 24, ST 25 dao động từ 7.200 đến 7.300. Bà con lưu ý, giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.